tại sao không nên tin yêu không công khai? Chị Nàng ơi, mình có người yêu mà không công khai, cũng không muốn ai biết mình có người yêu. Giờ có người nói tỏ tình mà mình muốn từ chối thì nên nói là có người yêu rồi hay là lý do khác á? Ui vãi. Chị Nàng ơi, mình có người yêu mà không công khai, cũng không muốn ai biết mình có người yêu. Giờ có người nói tỏ tình mà mình muốn từ chối thì nên nói là có người yêu rồi hay là lý do khác? Ôi, trong cái câu từ của em nó thể hiện 100% là em đang không muốn gọi là công khai, không muốn người khác biết mình có người yêu, đang muốn có thêm những cái mối quan hệ mập mờ. Chắc chắn là người ta không thể gặp em một phát để tỏ tình luôn, đúng không? Người ta phải tìm hiểu em, người ta phải nhắn tin trò chuyện với em, và em đã cho phép người ta làm điều đấy rồi, là trong tư tưởng em đã có cái tư tưởng ngoại tình rồi, là em đã muốn kiểu có thêm người khác trong cuộc đời của em rồi, chứ em chưa hoàn toàn chấp nhận cái mối tình mà em đang gọi là chính thất hay cái gì đấy. Em chưa hoàn toàn chấp nhận nó đâu. Em vẫn đang muốn có thêm mối khác thì em mới để cho người ta cơ hội tiếp cận em rồi muốn tỏ tình với em. Phải đi đến cái giai đoạn tỏ tình là phải qua cái giai đoạn tìm hiểu, đúng không? Phải gọi là này kia, thậm chí là có khi là còn dắt nhau đi chơi rồi, còn đi ăn rồi, còn gì gì đó rồi xong mới tỏ tình. Xong bây giờ lại còn tỏ vẻ là người tốt, tỏ vẻ là kiểu như là mình chung thủy lắm. Mình muốn từ chối đấy, nhưng mà thực ra thì không phải, nó đọc là biết là điêu rồi, đúng không? Đọc là thấy là lươn lẹo rồi, đọc là thấy là không phải là muốn như thế rồi, chỉ là đang có người yêu chính thức nhưng mà chưa công khai, nên là chưa có lý do để có thể chấp nhận được cái bạn kia, chưa có lý do để đến được với bạn kia thôi, nhưng mà vẫn muốn bạn ấy theo đuổi mình, vẫn muốn ở bên cạnh bạn ý. Nói chung là lươn lẹo lắm, nghe là thấy điêu rồi. Trời ơi, mình đã bảo mình có tình chữ yêu rồi, mình có lươn lẹo với mình làm gì cả, đúng không? Các bạn làm gì có ai mà gặp phát tỏ tình luôn, chả giờ phải nhắn tin, phải tìm hiểu, phải đi chơi, phải này kia với nhau rồi, có khi nắm chân, nắm tay, nắm cái gì ai biết được, đúng không? Xong rồi lại lên đây tỏ vẻ như là mẹ em chung thủy lắm, em có người yêu. Xong rồi bọn em không muốn công khai để làm gì, để muốn có mối khác chứ còn làm gì. Vớ va bẩn không được. Thôi đừng ăn bỏ với chị sẽ không đưa cái lời khuyên tử tế với những người không tử tế đâu. Quen nha được 2 tuần rồi chia tay em có tồi không á? Quen được 2 tuần có chia tay có tồi không á? Chắc là em hỏi cô đấy là em biết em tồi rồi. Chắc thế. Em phải tự cảm thấy mình tồi thì em mới đi hỏi thôi, đúng không? Thế nhưng mà quả báo nhẫn lồng mà nó không chưa đến bây giờ ấy, sau này nó mới đến ấy. Hoặc là nó sẽ đến bằng một cách nào đấy mà nó chả liên quan. Ví dụ như là cái người này xong rồi, em chia tay 2 tuần xong rồi, đường ai nấy đi rồi, 2 đợt thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ cắt nhau, không bao giờ gặp lại nhau rồi, say goodbye luôn, đúng không? Thế nhưng mà nó sẽ đến vào một cái mối tình nào đấy của em, ví dụ như là không phải mối tình tiếp theo, mối tình tiếp theo nữa đi. Em gặp được phải một đứa em yêu nó ra giết, em yêu nó tha thiết, sau đó đám mẹ em luôn đấy, kiểu đấy. Tức là các bạn cứ nghĩ là quả báo là nó sẽ đến kiểu đến ngay lập tức, đến ở ngay cái mối tình mà các bạn đã tồi với người ta, nhưng mà không ấy. Các bạn nghĩ là kiểu như là sau này người ta sẽ ngon vậy, mình thích người ta rồi người ta không thích mình nữa mới là quả báo, không ấy, nó sẽ đến theo một cách khác em ạ. À, yên tâm đi, em cứ ngồi đấy mà chờ nhá. Em mà tồi với người ta thì không thiếu người tồi với em luôn. Nếu không quên người yêu cũ thì bao giờ mới tốt lên được? Em kiểu bị tiếc ý ạ, tiếc thời gian của mình ý, vì nói chuyện với người ta thì cũng có tình cảm, cũng vui ý, bỏ thì không có người nói chuyện á. Em có biết được là nếu mà em không bỏ đi những điều tồi tệ thì em sẽ không bao giờ có chỗ cho những điều tốt đẹp không? Nhiều người bị tiếc nên là người ta cứ chôn vùi mình mãi trong những cái thứ cũ kỹ đấy. Chị là cái đứa không bao giờ chị là cái đứa ít tiếc, chị nghĩ thế cho mọi người, chị rất là ít tiếc. Ví dụ như là sau khi mà chị đã quyết định là dừng lại với người yêu cũ rồi á, là gần như là chị không còn một tí dính líu gì luôn. Tại vì chị luôn có một cái suy nghĩ đấy là mình kết thúc với cái điều này, nó cái những cái điều mà nó không còn phù hợp với mình nữa, không còn tốt với mình nữa, thì bởi vì mình xứng đáng với những điều tốt hơn ấy, chị luôn nghĩ thế. Với cả chị cũng làm gì đó để cho mình xứng đáng, chứ không phải là chị chỉ nghĩ thế thôi. Chị không phải là chị kiểu tự tin quá hay gì cả. Ví dụ như là sau khi kết thúc mối tình đấy mà mình chăm sóc bản thân mình, rồi là mình lao vào mình làm việc, mình xây dựng cái này, mình làm cái kia có giá trị ấy, bản thân mình cũng cảm thấy là mình tốt lên, thì mình xứng đáng với những người tốt hơn. Bằng chứng là tất cả những người chị quen sau này đó đều tốt hơn những người trước. Ví dụ không phải về ngoại hình thì cũng là về học thức, về hoàn cảnh, về tất cả mọi thứ. Chị cảm thấy là chị tức là khi mà mình cứ nâng cấp bản thân mình lên thì mình sẽ gặp được những người tốt hơn ấy. Em tiếc là bởi vì đấy là em chưa tự tin hoặc là em chưa dám làm thôi, chứ còn nếu mà em mà không bỏ đi những điều cũ kỹ thì không có điều mới đến đâu, thật đấy. Yêu nhau 4 năm xong chia tay nhưng không thể nào quên được, lúc nào cũng nghĩ đến nó thì phải làm sao, muốn có mối quan hệ mới nhưng không dám chị ạ. Thì đúng rồi, các bạn muốn, nhưng mà các bạn biết là khi mà mình muốn thì không bao giờ cái đấy nó tới không? Mình phải vừa muốn, mình phải vừa làm nữa cơ. Đấy, chứ bây giờ mình ngồi một chỗ xong mình bảo là mình muốn có nhiều tiền, mình muốn thật là giàu sang, mình muốn mua xe, mua nhà, mình muốn đi đây đi đó, mình muốn đi du lịch châu Âu, mình muốn làm này làm cái kia. Mẹ cứ ngồi đến muốn thì nó có tiền, nó có rơi vào đầu không? Có cục nhá, không có gì rơi vào đầu hết. Thôi,
chỉ có là mình muốn, nhưng mà cái muốn ấy nó đủ lớn để mình đứng dậy, mình đi làm việc, mình lao động, mình kiếm ra tiền, thì lúc đấy mình mới có tiền mua nhà, mua xe. Thì bây giờ mồm bạn kêu là bạn muốn, nhưng mà tất cả những cái hành động bạn đang làm nó đều gọi là hỗ trợ cho cái việc bạn không thể quên được người yêu cũ, đúng không? Bạn cứ kiểu mồm bạn kêu là bạn muốn có mối quan hệ mới, nhưng mà bạn có đi làm quen người mới không? Có cục kích, ví dụ như bạn muốn người mới tốt hơn, bạn phải làm mình tốt hơn, hay là bạn kiểu như là xóa hết tất cả những cái gì liên quan đến người yêu cũ đi, mình tập trung vào những cái mới để mình quên đi. Thật có thời gian đâu, có thể là mình chỉ giả vờ được thôi, tức là lúc ấy mình chưa quên được, nhưng mà mình hành động để mình làm những thứ mình có thể quên đi được. Các bạn chắc là các bạn cũng nghe cái câu mà kiểu mình muốn làm, mình muốn trở thành cái gì thì mình phải giả vờ trước rồi xong mình mới làm được vậy á. Thì lúc đầu bạn phải làm, bạn phải hành động, bạn phải làm, bạn phải suy nghĩ như kiểu là mình quên được người yêu cũ rồi á, xong dần dần bạn sẽ quên được thật. Chứ còn nếu mà mồm bạn nói như thế, nhưng mà đầu bạn nói như thế nhưng mà bạn vẫn nghĩ người yêu cũ, bạn cũng... tức là bạn tin bạn là người như thế nào thì bạn sẽ là người như thế thật. Mình là người luôn tin là mình sẽ quên được người yêu cũ, tức là mình là người luôn tin là mình sẽ rất là tỉnh táo, không có bị u mê, nếu mà cần phải quên thì mình sẽ quên được, mình luôn tin như thế. Thì kể cả giai đoạn mà mình mới chia tay người yêu xong mình có đau khổ thật, nhưng bởi vì mình tin như thế nên là mình quên được ấy. Cái niềm tin nó quan trọng lắm, mình không biết giải thích với các bạn như thế nào, nhưng mà bản thân các bạn còn không tin thì các bạn không thể làm được thật đấy. Giống như kiểu là cái việc mà lao động vậy á, nếu mà các bạn tin là các bạn giới hạn của các bạn chỉ đến 10 triệu một tháng thôi thì các bạn cả đời các bạn chỉ làm được như thế thôi. Nên là cái niềm tin rất là quan trọng, niềm tin nhưng mà phải đi kèm với hành động, chứ không phải là tin để ảo tưởng, không phải, cái đấy nó khác nhau. Cảm ơn chị đã đọc comment của em. Nhưng mà em làm gì cũng tới người yêu cũ, tại giờ làm gì cũng nghĩ tới người yêu cũ, thương người yêu cũ, em cũng cố tới mối quan hệ mới nhưng cứ nghĩ về người yêu cũ lại có cách nào, chỉ có cách nào chỉ sợ người yêu mới thay thế chị ạ. Trời ơi, đấy là em nghĩ vậy thôi, em chưa có thực sự làm những thứ mà khiến cho mình quên đi đâu. Làm gì cũng nghĩ tới người yêu cũ, đấy là do em nghĩ ấy chứ. Em hoặc là em chưa tập trung vào những cái em làm ấy chứ. Ví dụ như là trước chị bảo mọi người là ví dụ muốn quên đi người yêu ấy, hay là muốn muốn quên đi người yêu cũ ấy, các bạn muốn quên đi một điều gì đấy mà các bạn phải, người ta hay bảo là bận rộn thì sẽ quên đi đúng không? Nhưng mà phải bận rộn đầu óc chứ không phải bận rộn chân tay. Các bạn hiểu không? Cái đấy nó khác nhau ấy. Ví dụ như mình bảo các bạn là các bạn ơi, các bạn muốn quên người yêu cũ thì các bạn phải bận rộn lên. Nhưng mà các bạn nghe một nửa, các bạn nghĩ là bận rộn là tức là mình chỉ cần lúc nào mình cũng có việc để mình làm thôi. Nhưng mà các bạn làm việc kiểu chân tay, các bạn ví dụ như là các bạn đi tập gym, các bạn đi chơi thể thao, nhưng mà các bạn không có tập trung vào cái các bạn đang cần làm mà các bạn cứ nghĩ đến người yêu cũ thì các bạn kiểu các bạn không quên được. Nhưng mà ví dụ các bạn lao vào làm việc hay là các bạn học một cái mới, các bạn làm cái gì đấy đầu óc các bạn bận rộn á, thì các bạn không thể rảnh rỗi để các bạn nhớ đến người yêu cũ được. Các bạn sẽ bận rộn đầu óc ấy, các bạn hiểu, bận rộn đầu óc khác với cả bận rộn chân tay á. Đấy, nhiều lúc có những cái việc mà chân tay các bạn không cần phải dùng quá nhiều, nhưng mà các bạn dùng đầu óc thì các bạn mới quên được. Ví dụ như là các bạn bảo là em đi học thêm, nhà cách trường khoảng tầm 20 km, ngày nào cũng đi xe xa xa các thứ, nhưng mà đi trên đường kiểu đầu nó rảnh rỗi toàn nghĩ người yêu cũ thôi, thế là hỏng rồi. Quan trọng là đầu óc nữa. Kiểu nếu yêu một người thì hay bị để ý quá mức đến người đó có ảnh hưởng tới cuộc sống của mình á. Của mình, đúng rồi. Nhất là khi còn trẻ, thường thì các bạn sẽ kiểu, các bạn sẽ nghĩ tình yêu gần như là tất cả vậy á. Đấy là các bạn kiểu quên hết mẹ tất cả những thứ xung quanh, các bạn đâm đầu vào yêu, các bạn thích những cảm xúc mãnh liệt ấy. Nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực nếu mà mình không kiềm chế nó, mình không kiểu như là cân bằng nó với cuộc sống của mình ấy. Hãy nghĩ tình yêu đơn giản thôi, không yêu được thì thôi, chứ có làm sao đâu, không có người này thì người sau sẽ tới á. Đời dài thiếu thì người để yêu á. Cũng không phải, nói thế cũng phải, nói thế kiểu nghe hời hợt quá, nói thế kiểu nghe không có tâm, có như kiểu là yêu đương chơi bời vậy á. Không phải, cái này mình nói rồi á, nó khác nhau hoàn toàn. Tức là yêu á, thì các bạn vẫn cứ thật lòng, vẫn cứ chân thành đi, các bạn vẫn cứ hết mình đi. Nhưng một khi mà các bạn cảm thấy người đấy không xứng đáng nữa ấy, là các bạn cảm thấy là mối quan hệ đấy nó không thể tiếp tục được nữa ấy, thì các bạn hãy dứt khoát, nó khác nhau á. Mình kiểu, ví dụ như là mình hay khuyên các bạn ở cái giai đoạn mà dứt khoát đúng không, thì các bạn cảm giác như là mình là một cái đứa kiểu như là không biết yêu vậy, cứ như là lạnh lùng, thờ ơ, rồi là sẽ không thể yêu ai được, không bao giờ chân thành với ai không á. Mình yêu thì mình vẫn yêu bình thường như các bạn thôi, chỉ là ở cái giai đoạn kết thúc ấy thì mình sẽ suy nghĩ rất là nhiều. Một khi mà mình cảm thấy cần dứt khoát thì mình sẽ dứt khoát vậy á. Nó khác nhau, chứ không phải là kiểu mình đề phòng xong rồi yêu, mình không dám yêu, mình cũng không dám kiểu chân thành, mình cũng kiểu gọi là hời hợt, mình giả dối như thế thì sao mà mình tìm được một người chân thành được, đúng không? Nó khác nhau mà. Người ta hay đôi, nói hay thì không đôi nết đâu kìa. Đúng này, tất cả đều đúng. Đúng, đúng. Pha tư vấn đỉnh chóp nắng tự thấy tâm đắc. Chị ơi, crush em bị stress nặng nhưng em không dám inbox vì sợ làm phiền. Nên thì giờ nên làm sao ạ? Thì bởi vì là em không biết cách như là biết cách nói chuyện với bạn ý thì em thế thôi. Với cả em đang ở vị trí của một người đi theo đuổi người khác thì em sẽ bị sợ thôi chứ gì đâu. Hôm bữa mình tư vấn được một câu mà mình thấy kiểu thỏa mãn vãi, thấy khuyên tai đẹp á. Đang tư vấn thật sự khen.
Đây khuyên tai đếm không, nhưng mà chắc là phải đi thay khuyên tai á. Hôm nọ mình định đi mua khuyên tai mới mà mình vẫn lười. Thì hôm nọ mình tư vấn được một cái câu mà đến tận bây giờ mình vẫn thấy tâm đắc. Hôm đấy có bạn nói với mình là bạn ấy yêu một người mà bạn nữ kia khá là giỏi giang, thông minh. Tức là bạn nữ đấy gặp nhiều vấn đề nhưng mà bạn nữ đấy tự biết là bạn ấy nên làm gì, nên là bạn nam này không thể giúp đỡ được ấy. Tức là kiểu như là tức không cần bạn nam này giúp đỡ ấy, bạn nữ kia tự biết làm gì cho mình. Xong mình cũng nói một câu là không thể giúp mà là không có khả năng để giúp vậy á. Mới là mọi người có nhớ cái câu đấy không? Còn mình ngồi mình nghĩ lại mình có thấy mình pro ấy. Em cô ấy hiểu chuyện kiểu cô ấy biết bản thân nên làm gì vậy á? Thì đúng rồi, thì có thể là do em vô dụng đấy. Nói cái này có thể em sẽ cảm thấy hơi tủi thân hay là hơi không thích, nhưng mà thực sự là nếu mà bạn ấy có thể tự làm được tất cả thì tức là em không có tác dụng gì bạn ấy cả, em không giúp đỡ được bạn ấy cái gì, em không có, tức là có thể là bạn ấy thông minh hơn em, bạn ấy giỏi hơn em và bạn ấy kiểu có khả năng hơn em, thì bạn ấy sẽ tự biết bạn ấy làm cái gì và không cần sự giúp đỡ của em. Như thế thì kiểu em rất khó để có thể xen được vào cuộc sống của người ta ấy. Ít nhất thì em phải làm được cái gì cho người ta, đúng không? Nhưng mà tại vì chị gặp nhiều trường hợp đấy rồi, kiểu như là người con gái mà giỏi giang hơn, thông minh hơn, người con trai kiểu suốt khoảng thời gian trước đấy là chưa từng cố gắng, rất là ham chơi, đến lúc gặp được một người con gái mà người con gái ấy đã từng có rất là nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm, làm việc giỏi giang, đến lúc mình kiểu mình non nớt trước mặt người ta, mình không có làm gì cho người ta cả, thậm chí là mình có thấy mình thua thiệt với người ta cơ. Nên là mình chả làm được cái gì. Bất kỳ người con gái nào vẫn đều có điểm yếu và vẫn đều có những cái gọi là yếu mềm cần được che chở, chẳng qua là em không đủ khả năng che chở cho bạn ý thôi, chứ không phải là em không che chở, chứ không phải là bạn ấy không cần che chở, mà em không đủ khả năng, em không thể. Trong em yếu kém hơn bạn ấy rất là nhiều. Mình có thấy mình đỉnh quá, mình trả lời được cái câu đỉnh quá. Tại vì mình cũng là một đứa mà nhiều người xung quanh mình đánh giá là mình sẽ tự biết là mình phải làm gì á. Tức là mình sẽ gặp những cái vấn đề như thế này đúng không? Xong rồi mình cũng tự biết là trong những cái vấn đề đấy thì mình phải giải quyết như thế nào. Ai mà cảm thấy là tự mình giải quyết được không giúp mình là bởi vì họ không có khả năng giúp mình thôi. Đấy, chứ cũng không phải là mình không cần giúp đỡ. Mình vẫn sẽ cần giúp đỡ thôi nhưng họ không có khả năng đấy kiểu vậy. Thì trong tình trường hợp của bạn vừa nãy cũng thế thôi. Không có khả năng để giúp người ta thì sẽ cảm thấy kiểu mình vô dụng, với cả mình không, người ta không cần giúp. Nhưng mà chả có ai không cần giúp cả, giỏi giang thì mấy vẫn cần giúp mà. Cái gì hello chị già nhà khổ giữa căn phòng cô đơn. Cái lổ vá cái cay đấy. Hi.